Các bạn, và hôm nay là gửi đến các bạn là một chiếc ST Dupont kẻ vua kẻ ô vuông. Mà sơn mài, dòng sơn mài của Dupont rất là đẹp nha anh em nhé. Như các bạn đã thấy, chiếc này được trang trí bằng các đường kẻ ô vuông rất, và ở đây có một cái logo ST Dupont và thêm hai ô nhỏ. Đằng sau cũng tương tự. Chiếc này được đúc bằng thép nguyên khối và phủ lớp sơn mài bìa nhé anh em nhé. Ở đây chúng ta có thể thấy lỗ bơm ga và bên chỉnh tăng giảm ga to nhỏ. Còn đây là chỗ thay đá như những chiếc đúc bông bình thường khác. Ấn vào đây. Cái này chỗ này nó sẽ bật ra nhé anh em nhé. Chiếc này ở bên đề Vasot đang bán với giá là 650 ngàn anh em nhé. Và anh em nào có nhu cầu thì để lại số điện thoại bên dưới, bên mình sẽ liên hệ và đặt hàng cho anh em. Anh em nào có thắc mắc hoặc là muốn tham khảo sản phẩm có thể vào trang web deva.vn để tham khảo nhé. Chào anh em.